tiền này, đến với tiền này. Tiền này. Vứt máy đã. Yêu tiền, yêu tiền. Trời ơi, thích tiền quá. Từ từ phải chat chứ. Như này tiền không nhìn thấy tình cảm của mình. Yêu tiền. Này. Tiền ơi là tiền, yêu tiền nhiều nhiều. Ý giời. Mấy này ơi, cười. Ơi giời ơi, tôi được cắt trà rồi các bạn ạ. Tí nữa ra chết cái. Và cái kết siêu đáng. Thủy tiền. Không sao, mình yêu mèo mà, mình thích mèo mà. Không sao, mình yêu mèo mà, mình thích mèo mà. Không, anh tính Vacking Gross được ấy, trận này Vacking Gross được mà. Nhưng mà thôi, đánh đô cơ game, game cho nó dễ nhanh. Phượu na có vẻ căng. Người ấy là sữ lửa tròn thì em hãy bước về đền ấy. Đã ấy rồi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Cờ Cao Thủ Like của mình. Anh dừng cho mình nhá các bạn nhá, là cờ rắc nó kéo mùa anh ấy. Ôi dồi, team nó đổ bộ ra cướp vừng à. Ôi, cờ rắc đi solo đừng tà thần à. Hay. Có vẻ hay. Nào, bình tĩnh nào. Anh nên sau trận đấu này thì Linh này sẽ được dấu ấn truyền kỳ. Ủa sao chúng xuống top 174 rồi? Hỏi thế mà cũng hỏi. Tại vì không có ai tặng quà cho nữa thì là xuống 174 rồi. Nếu mà có người tặng quà cho thì leo top được rồi. Tối nay tôi chưa nhìn thấy ai tặng quà tôi luôn. À đâu, nói thế là hơi sai, nhưng có bạn Hana thì bạn ấy tặng thì phải. Lại lươn lẹo. Hay. Gì đi Alice nói. Hay quá. Có tốn mana đấy nhỏ ra, tiếp tục thắng tiếp theo. Đấy, đây là lý do tại sao mình sẽ đánh con Roker trận cuối này. Nati bạn lên cái phù hiệu Thánh Thuẫn là các bạn biết rồi ấy. Đánh hơi hay ấy, mới lên Thánh Thuẫn đấy. Thế là chúng ta phải khiêm tốn vào. Không được gáy sớm hiểu không. Mà vừa sau Mi có như có một pha kéo khá là chuẩn, kéo AD nó ra khỏi tường. Vã nó. Hợp lý ngay. Tin nó phải đánh ăn lý như thế anh em ạ. À. Về nhà đấy ấy. Nhà nào về nhà đấy để giải tán. Anh mạnh rồi anh ơi, đúng rồi. Game này cần win sớm nha, nhưng game này không lo khi mà team bạn cũng còn rắc. Bây giờ phải sang cướp rừng, chủ động sang cướp rừng thằng Na để cho nó thoạt luôn. Đánh xong chơi trong trận này, nếu thắng thắng có chơi nữa không á? Không em ơi, lên được cao thủ rồi thôi nghỉ thôi. Mai đánh tiếp, mai kéo tiếp. Ham hố gì em? Đêm mới muộn rồi mình còn phải làm clip team SSS nữa. Chơi xong 3 tiếng xong mình vẫn phải ngồi làm clip cho người đấy, vẫn phải ngồi chơi game nữa mà. Dừng na nhắn tin chứ hả? Ôi, chết mất một mạng rồi. Ôi giời ơi, ôi thủy tiên à. Thủy tiên, yêu tiên nhiều nhiều. Từ từ, I love you tiên tiên. Thích tiên rồi nha.
Bây giờ sẽ chăm sóc đặc biệt cho Tiên. Đêm hôm lần nào vào live chú cũng là trận cuối. Thì tất nhiên là trận cuối rồi, đêm rồi mà, chẳng nhẽ là thâu đêm. 7 phút ăn tạt thật nhanh em nhá. À đây tìm bạn này. Sai lầm lớn nhất của anh trong cuộc đời là đánh mất nhau khi ta tuổi đôi mươi. Mày ngang hà bưởi. Úi dồi, tôi chết tôi rồi, nghịch ngu rồi, nghịch dại rồi. Nghịch dại rồi. Không nhây, không được nhây, không được nhây. Không được nhây. Mình chết là người, mình chết hai mạng rồi các bạn ạ. Tìm chết hai, mình chết hai. Tiên được cái nào rồi, tiên rồi. Này thì nháy đèn với chúng tôi. Này thì nháy đèn với chúng tôi. Na tìm bạn hai mạng ở đấy, Na hơi hay đấy, bố được hai mạng ở đấy. Được dạng vừa đâu. Thằng Grack này được, được lắm. Chúng ta làm lễ thành hôn đi thằng Grack mất nết này. Na. Na này, Na này. Này, này, này. Úi giời, nhân phẩm, bét nhân phẩm. Úi giời. Nó phải thế các bạn ạ. Năm phút rồi, còn sáu phút rồi, một phút nữa là chuẩn bị ăn tạt thật nhanh em nhá. Mai lấy đâu ra nick kim cương để kéo các bạn đây? Ép trụ đi, ép trụ đi. Thôi chết rồi, hay quá. Cố nhau, đường ai người nấy đi thôi. 4 3 2 1. Tiền này, tiền rồi, đến với tiền này. Tiên này vứt máy đã. Yêu tiên, trời ơi thích tiên quá. Từ từ phải chat chứ, như này tiên không nhìn thấy tình cảm của mình. Yêu tiên này, tiên ơi là tiên, yêu tiên nhiều nhiều. Ý giời, trời ơi cười. Ơi rồi ơi, tôi được đáp trả rồi các bạn ạ. Tí nữa ra check cái. Có đấy không? Không phải lúc nào mình tỏ tình cũng kiểu như là bị từ chối nhá. À tao sắp ra rồi kìa. Sao thế? Tiên mà biết mình đang chơi là kiểu gì tiên cũng yêu lại ngay. Này. Tiên không ra đường giữa. Thằng Na vẫn được ngày rồi. Ép trụ đi các bạn ơi, mà đánh nhau làm cái gì? Đã tân. Đã tân nào. Trận cuối lên cao thủ nào, này thì trận cuối lên cao thủ này. Nhanh, cướp mất tà thần bây giờ. Những cái trận đấu như thế này chúng ta sẽ không thể bỏ rơi, bỏ lỡ cơ hội được các bạn ạ. Ngày mai mấy giờ live hả? Ngày mai chắc là tầm 7:30. Tôi ăn 7:30 mà. À không, quên mất, ngày mai mình live chiều mọi người ạ. Sorry mọi người, quên, ngày mai mình live chiều ấy, 2 giờ chiều ngày mai mình live. Quên mất, có bạn hỏi mình, may là mình chẳng thấy. Ôi Tiên ơi, Tiên. Ôi thằng Na đấy. Ngáo à Na. Chết rồi. Trời ơi xong. Đồng tê. Ê đồng quá trời ơi. Kiêu. Ôi trời đất ơi, nhân phẩm nó bét luôn các bạn ạ. Rồi, win. Win rồi. Thế lính đăng lên rất là cao rồi. Ok. Tiên.
Mình thích tiên vì tiên nhiều tiền. Đừng được tiền chết sứ nó rồi à. Vâng, mày này nè. Hí. Ok, cuối cùng cũng lên được các bạn ạ. À, mệt quá. Lên. Nick này đánh mấy mùa rồi. Mùa này mình đã giúp cho chủ nick lên được danh cao thủ nha. Tèn 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 tèn. Đây này. Dấu ấn truyền kỳ thế này. Đấy, từ từ tắt cái can đi. Đấy, dấu ấn truyền kỳ mãi lưu danh sử sách. Sao? Trời ơi, tôi thấy nick này khổ thân quá. Bao nhiêu tướng, bao nhiêu trang phục mà chưa bao giờ lên cao thủ. 10:40, chết rồi. Sau 4 ngày bị mắc kẹt ở danh tinh anh 1. Thế nên là ngày hôm nay lên được thủy điên. Không sao, mình yêu mèo mà, mình thích mèo mà. Nhìn con mèo này xinh thích à? Con mèo này xinh quá, con mèo này xinh thật đấy. Nà, nà tinh anh thì lại thắng cao lúc này, thấy múa hay thích nhở. Ok.